À, xin chào các em học sinh yêu mến trên mọi miền tổ quốc. À, xin tự giới thiệu với các em thầy tên là Trần Văn Năng, thầy dạy giáo dục công dân đến từ trường chuyên Hà Nội Amsterdam, thủ đô Hà Nội. Và trong tiết học ngày hôm nay, thầy tiếp tục giới thiệu với chúng ta một bài trong PNC chương trình giáo dục công dân lớp 12, đó là bài 4, quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh. À, vậy quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh nó thể hiện như thế nào? Các em thấy rằng ở bài 9 nó có một nội dung đó là một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế thì nó cũng nói về quyền tự do và bình đẳng trong kinh doanh. trước hết chúng ta thấy rằng ở bài bốn sách giáo khoa nó nói cái tiêu đề à nó là cái tên tiêu đề đó là công dân bình đẳng trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội thì thầy đã nó nói về bình đẳng trong hôn nhân và gia đình bình đẳng trong lao động và hôm nay là bình đẳng trong kinh doanh vậy bình đẳng trong kinh doanh thể hiện như thế nào chúng ta đi ở phần 3, bình đẳng trong kinh doanh vậy trước khi hiểu thế là bình đẳng kinh doanh thì các em nhìn thấy đây là hình ảnh đúng không Ở trong xã hội chúng ta rất nhiều người thậm chí là các em bây giờ đang ngồi trên ghế nhà trường các em cũng mong muốn là trong tương lai mình sẽ học một cái ngành nghề gì kiếm được nhiều tiền đúng không hay à, kinh doanh một mặt hàng nào đó mà nhàn nhã thu lại tiền đúng không rất nhiều ý tiền để nhìn ra tiền vân vân chúng ta sẽ gặp gỡ các đối tác tìm ra những giải pháp để kiếm tiền được nhiều thì bình đẳng trong kinh doanh các em ạ nó được thể hiện thông qua những cái bộ luật liên quan căn cứ vào các bộ luật này thì công dân biết được quyền nghĩa vụ của mình trong lĩnh vực như thế nào và trong lĩnh vực kinh doanh thì các cá nhân phải tôn trọng các quy định của pháp luật ví dụ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm hiện nay có rất nhiều các công ty bảo hiểm nhất là bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn họ cứ cạnh tranh với nhau hay là bảo hiểm về ô tô xe máy cũng rất nhiều hãng cạnh tranh với nhau thì nó phải tuân thủ luật đúng không nếu anh phá luật anh hạ hạ giá bán xuống để thu hút khách hàng nhưng anh cắt xén các khâu mà bảo vệ khách hàng đi thì cũng không được hay trong hàng không bây giờ các em thấy rất nhiều cái hãng hàng không giá rẻ chẳng hạn nó cạnh tranh với nhau để cạnh tranh hạ về giá thì tất nhiên nó phải cắt đi một một số khâu đặc biệt rất nguy hiểm nếu mà cái khâu mà kiểm tra cái kỹ thuật an toàn của chuyến bay mà không được đảm bảo thì nó sẽ để lại hậu quả khôn lường bởi vì thông thường máy bay rơi cái là gì là chết rất là nhiều cho nên bình đẳng trong kinh doanh người ta căn cứ trong một số lĩnh vực dựa qua các bộ luật này. Cụ thể trong chương trình giáo dục công dân lớp 12 chúng ta đã tìm hiểu những cái phần cơ bản như sau. Trước hết chúng ta hiểu kinh doanh là gì. Các em nhớ nhé, bây giờ có rất nhiều bạn đã đang học cấp 3 nhưng đã bán hàng qua mạng. Các bạn ấy cũng hiểu là kinh doanh là buôn bán một cái gì đó và thu lại lợi nhuận, đó là kinh doanh. Cũng đúng, nhưng đúng khái niệm của nó, kinh doanh là việc thực hiện một một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi tức là tạo ra lợi nhuận chúng ta nhé một khâu đúng không một số hoặc tất cả đúng không người ta hay nói vui nếu tất cả đó là chúng ta biết là từ đầu đến cuối bao thầu hết tự mình sản xuất ra tự mình bán ra cái hàng không qua một khâu trung gian nào cả đấy là kinh doanh. Vậy bình đẳng trong kinh doanh như thế nào? Thì các em thấy rằng khái niệm sách da khoa đưa ra một khái niệm rất là chính xác đó. Bình đẳng kinh doanh nghĩa là mọi cá nhân tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế từ việc lựa chọn ngành nghề địa điểm kinh doanh, hình thức kinh doanh đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh, sản xuất đều bình đẳng theo quy định của pháp luật. Thì đấy là bình đẳng cho kinh doanh, lựa chọn ngành nghề này, Hình thức thực hiện quyền và nghĩa vụ trong sản xuất kinh doanh để thực hiện pháp luật Tới đó là bình đẳng trong kinh doanh Vì vậy em thấy rằng ở Việt Nam hiện nay chúng ta phát triển kinh tế đó là kinh tế thị trường theo định hướng sở chủ nghĩa Cho nên nhà nước chúng ta thừa nhận doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Những ngành nghề lĩnh vực then chốt của nền kinh tế có vi phạm nguyên tắc bình đẳng trong kinh doanh không? Thì các em thấy đó là không vì sao bởi vì doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo để đảm bảo tính định hướng sở chủ nghĩa ở nước ta định hướng nền kinh tế và mang tính phúc lợi xã hội cho nên các tập đoàn kinh tế nhà nước chúng ta cảm giác nó độc quyền ở trong một số lĩnh vực nhưng tại sao chúng ta vẫn phải để bởi vì đây là nền những thành phần kinh tế nằm then chốt nền tảng để định hướng các cái thành phần kinh tế khác cùng hoạt động Đấy, cho nên chúng ta biết được, được ưu tiên rất nhiều ví dụ việt Health, đúng không là một tập đoàn kinh tế của những nước trong những, những, những vực là viễn thông chẳng hạn. Rồi Vinaphone. Hay là chúng ta thấy có rất nhiều, nhiều các Aribank. Rồi chúng ta thấy là Vinacorex. Vân vân. Cái tổng công ty sung đào. Vân vân. Các doanh nghiệp nhà nước. Hay là than khoáng sản. Rất nhiều. Các em nhớ nhé. Các doanh nghiệp nhà nước đó chính là bình đẳng. Bình đẳng không có nghĩa là bằng nhau. Nhớ cho thành như vậy. <laughs> cho nên. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung của bình đẳng trong kinh doanh như thế nào. Trước hết, quyền bình đẳng trong kinh doanh được hiểu đó là mọi công dân có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. Đây là cái nội dung đầu tiên nói về bình đẳng trong kinh doanh. Tức là anh tùy vào khả năng mức độ của anh thì anh có thể lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. Ví dụ có những người muốn làm giàu một cách cực kỳ nhanh chóng người đó tham gia vào công ty bán hàng đa cấp đúng không lôi kéo người khác để bán được hàng để thu được lợi nhuận cao nhưng có những người mà họ thấy rằng làm ăn đa cấp không ổn lắm họ kiếm sức lao động chân chính bằng cách đó là họ thi đỗ vào đại học mua một cái xe máy để đi học đồng thời chạy grab đúng không xe ôm grab đấy chúng ta mới lựa chọn hay là một số bạn thì gia đình có điều kiện hơn thì xin bố mẹ một số tiền lớn mở một công ty nó nho nhỏ chẳng hạn kinh doanh lĩnh vực nào đó cho nên chúng ta thấy vân vân khi nói về quyền bình đẳng kinh doanh nội dung nhất đó là mọi công dân có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh đây chúng ta có những cái, người người ta mở những cái công ty rất là lớn những nguyễn kim chẳng hạn một thương hiệu về hàng điện tử điện lạnh hàng dụng rất nổi tiếng hay là có những người chỉ để mở quán trà đá đúng không trà đá trên khu vực bờ hồ nhà thờ trà Chanh, chém gió này chúng ta biết ở khu vực này xuất hiện có những người mở những cái quán kinh doanh rất là nhẹ nhàng lợi nhuận thì rất là cao vốn bỏ ra thì, thì ít nội dung thứ hai bình đẳng trong kinh doanh đó là mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng ký kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm đây là một nội dung mà có những câu hỏi xoay quanh để chúng ta lựa chọn ra cái đáp án đúng rất dễ đánh lừa chúng ta nhớ nhá có quyền tự chủ đăng ký kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm tức là pháp luật cho phép anh được kinh doanh tuy nhiên chúng ta biết một số ngành nghề trong xã hội khi muốn kinh doanh nó phải có chứng chỉ hành nghề hay có những cái điều kiện bắt buộc anh phải tuân thủ điều kiện đó anh mới được kinh doanh hay người ta gọi đó là kinh doanh có điều kiện. Ví dụ như mở phòng khám bệnh, viện thẩm mỹ buôn bán thuốc sản xuất mỹ phẩm kinh doanh xăng dầu khí hoa lòng, massage vật lý trị trị liệu. Đây là những cái lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì anh phải có những điều kiện theo quy định của pháp luật anh mới được kinh doanh những lĩnh vực này chứ không phải bất kỳ ai cũng có thể kinh doanh chúng ta nhớ cho thành như vậy đây khi chúng ta biết đáp ứng đủ các điều kiện thì chúng ta sẽ cấp được cấp cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nội dung thứ ba mọi doanh nghiệp đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài hợp tác cạnh tranh và lành mạnh cho nên chúng ta thấy rằng các doanh nghiệp luôn luôn được nhà nước tạo điều kiện để mà phát triển. Nhà nước luôn luôn cố gắng tháo gỡ những cái chính sách mà kìm chân doanh nghiệp để cho các doanh nghiệp bứt phá có điều kiện phát triển. Thế lấy một ví dụ như đó là cách tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng nhà nước chẳng hạn. Nhà nước cũng cố gắng cải thiện các thủ tục hành chính để cho các doanh nghiệp có thể khả năng tiếp cận các nguồn vốn. Bởi vì có vốn thì mới kinh doanh được. Đó là nội dung thứ ba. Nội dung thứ tư bình đẳng trong kinh doanh đó là Mọi doanh nghiệp đều có quyền chủ động mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh, chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ý kiến, và ký kết các hợp đồng. Thầy lấy một ví dụ một doanh nghiệp nhà nước cực kỳ làm ăn cực kỳ năng động và có hiệu quả, đó chính là Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Chúng ta biết là ngoài kinh doanh thị trường trong nước ra, Viettel bây giờ đã vươn ra thị trường thế giới, chủ yếu là đến khu vực châu Phi rất phát triển và và kinh doanh thị trường này à, chúng ta biết là thị trường tiềm năng đem về cái nguồn lợi rất lớn cho Viettel hay là chúng ta biết một tập đoàn rất nổi tiếng ở Việt Nam đó là tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng có thấy tập đoàn này hiện nay có 5 sản phẩm rồi trước đây là kinh doanh bất động sản sau này nảy sinh kinh doanh thêm thấy lĩnh vực là kiếm tiền rất nhiều ông này kinh doanh sang cái lĩnh vực đó là kinh doanh về về thương mại về bà hàng hóa này về nông sản sạch này về giáo dục này, vân vân. Thì tập đoàn Vingroup mở rộng quy mô kinh doanh đa ngành nghề đa lĩnh vực. Chúng ta thấy rất nhiều các công ty các tập đoàn các tổng ty họ hợp tác bán hàng với các cái công ty khác. Nội dung tiếp theo, bình đẳng trong kinh doanh. Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh như kinh doanh đúng ngành nghề, đăng ký, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ khác về tài chính tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, về tài nguyên, vân vân. Cho nên chúng ta biết nhà nước lại yêu cầu gì, bình đẳng chúng ta như thế. Nội dung tiếp theo, em thấy này, đó là thầy đưa ra bốn câu hỏi để củng cố cho năm cái nội dung thầy vừa nói như trên. Bởi vì cái phần này nó cũng tương đối khó, rất dễ gây nhầm lẫn trong một số cái đề minh họa của bộ đưa ra thầy thấy rằng rất nhiều các bạn học sinh đã làm nhầm, lựa chọn nhầm các đáp án đối với phần bình đẳng trong kinh doanh này. Câu hỏi thứ nhất này. A là học sinh lớp 11 để có tiền tiêu vặt và thực hiện các dự án nhỏ của mình nên A đã xin bố mẹ cho phép mình kinh doanh quần áo thời trang cho búp bê mà A tự thiết kế sản xuất. Hành vi này của A là hành vi đáp án thứ nhất A được phép theo quy định của pháp luật. B vi phạm luật kinh doanh C. Không bị được phép vì chưa đủ 18 tuổi Và D. Được phép vì bố mẹ A đã đồng ý Vậy đáp án của chúng ta lựa chọn đáp án nào? Thì các em thấy rằng đó chính là đáp án A Được phép theo quy định của pháp luật Câu thứ hai Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh? A. Mọi cá nhân tổ chức kinh doanh đều phải đóng thuế. B. Mọi cá nhân tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật. C. Mọi cá nhân tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của nhà nước. Và D. Mọi cá nhân tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn ngành nghề kinh doanh. Cả bốn đáp án đều đúng. Vậy, đáp án nào đúng nhất trong các đáp án đúng? Thì đây là một câu hỏi không hề dễ dàng gì với các em đúng không? Khó nhằn đấy. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn đáp án nào? Chữ rất rõ, các em nhìn trên màn hình đúng không? Rất rõ. Chọn đúng nhất ở đây thì chúng ta thấy là khi tham gia quận kinh tế thì mọi cá nhân tổ chức đều bình đẳng theo quy định của quốc luật. Đó là đáp án chuẩn nhất, chính xác nhất. Hơi khó đúng không? Câu 3. <laughs> một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong kinh doanh được hiểu là A. Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. B. Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng ký kinh doanh trong bất cứ ngành nghề nào. C. Doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Và D. Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào quá trình kinh doanh. Lại một câu hỏi với bốn đáp án đều đúng cả. Vậy chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án đúng thì qua năm cái nội dung thầy vừa nói bình đẳng trong kinh doanh thì các em thấy rằng đáp án đúng nhất chúng là A mọi công dân đều có quyền lựa tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. Và câu hỏi cuối cùng. Tuy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhưng khi nộp hồ sơ xin đăng ký thành lập lập doanh nghiệp tư nhân, chị Y không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình chị y cần dựa vào nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh a tìm kiếm mở rộng thị trường b độc quyền phân phối hàng hóa c lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh và d phương thức hoạt động quản lý doanh nghiệp chọn cái nào a c d đúng không thì các em thấy rằng ở đây việc làm của chị hoàn toàn hợp pháp được pháp luật cho phép trong lĩnh vực kinh doanh. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó chính là đáp án C, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. Anh cơ quan quan chức nó không gì ngăn cấm chị cả khi chị đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật, chị phải được gì? Lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. Thế đó là bốn câu hỏi để củng cố phần này và phần trước lại thầy đưa ra năm cái nội dung mà chúng ta vừa nói, đó là bình đẳng kinh doanh, một cái nhớ thầy nhá. Mọi công dân có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh nội dung thứ hai là mọi doanh nghiệp đều quyền tự chủ kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm ba mọi doanh nghiệp đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài hợp tác cạnh tranh lành mạnh bốn mọi doanh nghiệp đều được bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh như kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký lộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính tuân thủ pháp luật bảo vệ tài nguyên và môi trường năm mọi doanh nghiệp đều có quyền chủ động mở rộng quy mô ngành nghề kinh doanh, chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết các hợp đồng. Thì đó là nội dung cơ bản nhất của tiết học ngày hôm nay. Đó là năm nội dung của quyền bình đẳng trong kinh doanh. Khi các em nhớ được năm nội dung này thì những câu hỏi tương tự như ban nãy thầy đưa ra bốn câu hỏi các em hoàn toàn có thể làm được trong gì? trong tầm tay của các em. Như vậy, cái tiết học hôm nay bình đẳng trong kinh doanh Thầy đã nói những ý cơ bản và hy vọng rằng chúng ta hiểu bài và chúng ta sẽ nắm được kiến thức và chúng ta sẽ làm bài được tốt nhất. Xin cảm ơn các em đã cùng đồng hành với thầy và xin hẹn gặp lại các em ở các tiết học lần sau. Xin chào các em.